Xin chào mọi người đến với kênh YouTube của em nha. Kênh YouTube của em tên là Yunchi TV nha mọi người. Cha em ổng thèm hộp gà lộn á mọi người. Cái cho nên là em đã đặt mua một thùng hộp gà này hộp mọi người. Đây một thùng được 30 quả nha mọi người. Để một hồi cha mẹ em đi làm vô á. Cái mình luộc ăn hôm nay mọi người ăn hộp gà lộn chung với gia đình em nha. Đây là em đã khui thùng ra kiểm tra nha mọi người. Không có bể một quả nữa. Cái chị bán hàng này á, chị gói rất là cẩn thận luôn á. Làm như vậy là nó gửi đi nó cũng không bị bể nữa. Bây giờ em chuẩn bị bắt nước lên mình luộc nha mọi người. Bây giờ em bắt nước chuẩn bị đặng luộc hộp gà nha mọi người. Bắt nước để nhiều nhiều cho hộp gà nó mới chín. Tại gà lộn á, nên là mình phải nấu lâu lâu. Được rồi đó, bắt nước rồi. Mà em đi làm vô nè, bây giờ bắt nước lên chuẩn bị luộc hộp gà nha mọi người. Nó tính đi hái rau găm của mình non quá trời mà người ta cho rau găm thôi đâu có đi hái làm chi mẹ ha. Hồi có bỏ thêm gì vô không mẹ? Để chút mực ngọt, muối. Nhiều thế thôi hả? Bỏ hết luôn đi. 20 hột đó. Có người ăn mặn là 5 hột rồi. Thì hai mẹ con mình ăn người 5 hộp, hai người 10 hộp, cha ăn 10 hộp. Cái gì con? Có tí muối, có để bột ngọt không? Để tí muối bột ngọt cho nó thấm vô trong chổng cho cái nước của cái hộp gà nó ngọt á mọi người. Cho nó vừa ăn, để em thôi nó bị lạc. Rau găm nè mọi người. Ở bên đây là mua hộp gà là người ta sẽ cho mình rau găm luôn vậy đó. Hộp gà sâu dữ rồi. Mà nấu lâu lâu mới được. Tại hộp gà lộn á, nấu cho thiệt là chín mới được. Đợi hộp vịt chín mẹ em đi hái trái hạnh nha mọi người. Vô. Không, vẫn còn trái hết biết. Ăn biết nhiêu. Ăn không mẹ lựa trái nào vàng vàng á, nó mới có nước. Trái nào? Trái này bự bự đây chỗ này nè mẹ. Trái này cũng chín nè. Chín mà nó chưa có nước, nó chưa vàng không. Hái hai trái đi. Hai trái được rồi, chị nào ăn ra hái nữa. Không có thua. Cái cây hạnh đó, trồng được cái hạnh nó ăn hoài. Ừ, vài bữa có rau má nhúng lẩu ăn nữa. Rau má lên xung xê rồi. Qua đây mua được 2 miếng. Cha mẹ em qua hàng 6 năm mua được 2 miếng đất nha mọi người. Trồng được 2 miếng đất nè. Giàu rồi đó. Đi vô mẹ này. Đi vô. Nó đòi trái, đừng có hái mẹ ơi. Cho nó một trái cái nó cầm đi mẹ. Cho con trái nè. Đó, bà cho trái kìa rồi đi vô. Đi vô ngoại ẩm cho đi. Không có mang dép luôn. Đi cái không mang dép. Cho có trái mừng quá rồi. Ăn trái rồi. Chua lắm á. Chua lắm á. Bây giờ đi vô nha mọi người. Chua làm. Tránh ra đi để cho bà ngoại làm muối tiêu ăn nha. Làm muối tiêu ăn hộp vịt nha. Để ngoại làm muối tiêu cho con ăn. Chấm để ngoại làm muối tiêu cho ăn hộp vịt nha. Đợi một chút đi. Để cho ngoại ăn rồi hay đập nữa. Con đập cái gì đó không ngon.
Để ngoài ăn rồi ngoài đặt nha. Đó. Đặt cho em đi, đặt cho Minh đi. Ok. Để em hai làm cho. Mày ngon. À, ngon quá mọi người ơi, nước ngon quá. Ngọt. Ừ, ngọt quá. Mẹ nãy mẹ niêm vô cái nó ngọt quá trời. Ừ. Ngọt tới trong. Đấy bởi vì mình luộc cái này là ngọt muốn chết rồi, nhiều người ta nói luộc nước dừa gì nó. À, gà lộn này nó chưa. Đừng có lấy được la la. Em dẹp khăn giấy á, con còn nhỏ ăn ngon quá. Để mẹ đi. Ăn được không gà lộn luôn, dữ quá gì. Mốt có thêm một tay nữa rồi. Có thêm tay săn mồi nữa rồi. Ngọt quá ngọt. Nước ngọt. Mẹ niêm vô đó, nãy mẹ niêm muối vô ngọt. Chiều nay bỏ cơm nữa rồi. Nó nào canh chua ngon quá, bỏ rồi. Chiều cha ham ăn với con rắn này là không no rồi. Trứng gà rau gầm này ác lắm mẹ nha. Rau gầm gì ta mà giết gà là dữ lắm luôn á. Nó là giết xương xương là 20 con gà đó. Nãy con tính luộc luôn 30 trứng luôn đó. Trời ơi, ăn gì hết 20 trứng nè. Nói luộc chăm chăm khỏi ăn cơm luôn. Múc nước đá ăn hết chưa? Ăn dở quá vậy Min? Ăn hết chưa? Ăn đi, ăn trứng đi. Lại ngoại cho ăn trứng kìa. Ừ, ăn nhanh đi nghe, để phải anh hai làm hết á. Nói vậy là nó ăn dữ lắm. Ví dụ mà nó không ăn gì phải không? Mẹ nói nè, ăn đi để thôi anh hai đi ăn hết cái này đó. Trời ơi là nó làm dữ lắm. Còn bún ăn chưa ăn? Có thằng đại la Việt Nam mình dễ ăn cái gì cũng ăn được chứ. Cha mà cha ăn tối đa là cha ăn được bao nhiêu trứng cha? 50 hổ trời ơi trời hết đủ mà mua tao mua liền á, ăn 50 hổ luôn. Nó không có 10 hộp mà ăn không hết đâu. Ra gì? Làng nói gì chứ sao ăn nổi hay lắm. Nói miệng lắm hay lắm, đâu 20 trứng hả? Không có đâu, không nhiều khi nhịn đói á, để trong nhà nhịn đói là ăn 20 trứng được. Không có ai mà ăn nổi. Mà cái trứng này đỡ ngán hơn trứng vịt lộn mẹ ơi. Vịt lộn không đó, mình ăn có 3 trứng á. Ừ, bớt cái này cho nhiều để nửa cánh nước nè. Ngon hả? Nữa hả? Đặt nữa, nó kêu đặt nữa thì đừng cho. Điều nó bớt đó hả? Em nghe đặt nữa nha. Đừng nói. Ôi đừng nóng vậy. Nóng lắm, nóng lắm. Đây nè, này bớt nóng này nè. Nó rồi bớt cái vỏ. Bớt đi. Văn nước ngoài khó khó, ngoài không tàu lao quá, ngoài kiểu nó có nước mà đập lên nó bể lên á. Có bác giờ đang con ngán quá. Con ngán hả? Để con chẳng ăn. Nhầm người phải ăn con không phải ăn con. Nhưng chắc con ăn vịt lộn, cái này chắc con ăn 50 trứng được á mẹ. Tại không ăn con. Chứ không nổi. Chứ trứng con nhiêu đây nè, 50 trứng mẹ dồn lại không được chén nữa. Cái này mà ngán nó trên cỏ luôn mày ha. Mình ăn đựng cho ngán ngán cả ăn không vô. Nó nhịn chừng mấy tháng luôn á. Sợ hả? Ừ. Ăn vừa vừa thì mình ăn được hoài. Ăn vừa vừa kiểu như ăn ngon á ha, là mình thèm. Ăn mà bị ngán ăn. Ngán rồi là nghỉ lâu lắm không ăn nổi. Còn nó nhai được. Dở quá vậy. Cái gì cũng ăn được gì vậy? Ngon không? Nói cày ngon quá. Nó ngon quá thôi. Minh Minh ơi. Con là vừa ăn à? Dạ vừa ăn thôi, da không bự nha. Ừ. Úp, nó mới úp mềm mà. Con bự quá là những ngán. Giống người ta phái ăn con, người ta phái con bự á. Nhầm người người ta bên mình là người ta mua hộp vịt xác người ta ăn á. Để người ta phái ăn con. Ăn nó là nó không có sữa trong mặt. Cái này hết trong mặt nữa. Nó mỡ quá. Ừ, con nhổ ăn nguyên lắm á. Nguyên cái còn nhổ lòng, nhổ lòng nghe sợ. Sợ quá. Có mồm nhổ lòng đi chìa đầu lại ăn được. Không ăn gì, cái gì ăn đông đông thì mình ăn vui. Giống như mẹ ăn lẩu ăn đồ rồi mình ơn sao mẹ ăn được. Bán ăn vui.
như ăn cơm đồ thì cơm sườn đó tôi ghét ăn ơn, chứ mình ăn đi ăn lẩu hay lẩm hay kia sao mà mình ăn mình ơn được. Để mua mình à, ăn cái, qua đó. Cái nước đó là cái hộp gà luộc này nè, cái ta đổ cái này ta lấy cái này ta chiên, ta tẩm bột ta chiên á, rồi sau đó ta làm súp me đó, là xào me đó. Cái nước súp me chấm súp me là mình thấy luộc ăn ngon chết rồi, làm bún chết rồi, mắc công chiên lên cái đó nè, thấy ăn ngán chết rồi. Thương mua lại nhà không, làm. Làm ta làm nó lấy cái nước sốt ta chấm bánh mì ăn ngon. Tay trứng lên trời gì gấp xem bình lắm như vậy. Hai trứng này nghỉ làm ba trứng à. Ngán quá. Còn trứng này nghỉ luôn rồi đó. Còn 6 trứng kia ăn hết luôn nè. Đó giờ ăn trứng lên. Nói nè, má 20 trứng, 30 trứng. 50 lần mà, 50 lần mà. Trời nha, ăn nó ăn nó nhẹ. Ba trứng là nghỉ nè. Mẹ yếu bụng là mẹ ăn uống thêm viên thuốc tiêu vô nha. Mình ăn bởi vì ăn ăn sớm sớm ăn mình ngủ nó tiêu, ăn trễ tối ngủ không tiêu ta bụng. Thấy bụi rau găm cái thèm hột gà, cái cuối cùng ta cho rau găm, mình đâu có đi hái rau găm của mình đâu, găm mình còn ngon quá mình nói rau găm cái chuột xào rau găm thì ngon, hồi xưa mình ăn chuột xào rau găm ngon mày ha. Ủa nè con à, cái muỗng đâu có thọc vô. Ủa nè, rau găm này nó cho trứng này tư á, trứng chín cái nó quèo thấy không? Dạ. Trời ơi, nó bóc nó được cho ngoài. Ôi, nó đá vô nội mẹ ơi. Nó để vô rồi bóc được cho ngoài nè. Rồi uống. Trời cao ăn uống cũng hơn tập găng nữa. Ngon không? Ngon không? Trời ơi, chua mỏ uống dữ rồi. Nó hết gâu gâu luôn. Dùng mình nữa. Thằng ngồi đây để cho cha ăn rồi hết đi. Đi mình lên cha ăn buồn. Buồn ha. Còn ba trứng mấy con đặt cho cha ăn. Thôi nghĩ ăn. Dạ cái con bên đây nè. Còn cái con ăn. Còn ba trứng ăn không hết nữa. Vậy mà hồi nãy nói ăn 50 trứng. Thì ngát. Thằng quỷ vậy. Cha bóng trứng chưa? Thôi hiểu rồi. Ăn rau găm không? Thôi cha mẹ không ăn rau găm, mẹ ăn rau găm nó mới lỡ ngán chứ nó tiêu á, rau găm chung là nó tiêu lắm á. Không ăn chín không à? Bữa nãy mẹ nấu 15 chín ăn vừa. Bữa lần thường thường mình cũng nấu 20 mà bữa nay chắc là no hay no hơi á. Hồi nãy ăn dưa hấu rồi đó mẹ, nó no. No cả nhà ơi, có 20 trứng mà gia đình mình chín không nổi, còn còn cù lại 3 trứng nữa. Kêu cha chín tiếp 3 trứng luôn, cha ăn hết nổi rồi. Hết luôn không cha? Làm không? Đập luôn. Làm luôn. Làm luôn. Làm cán ra đi. Làm gì? Ăn cho hết luôn. Ăn hết luôn đi. Để lại cho cha ăn, cho ăn. Thấy mẹ? Ừ. Hả? Con nói gì cha? Chào quá hả? Rồi anh gì? Chào quá. Ghê quá, cái gì mà ghê quá. Cái cây nó mở rồi. Ông ngoại ăn ghê quá hả? Hai trứng. Rồi, ghê quá. Ô, ghê quá ngoại ơi. Nhìn mấy ngoại ăn ghê quá. Ba chín cha em chín hết luôn nha mọi người. Cổ vũ cho cha em ăn nha. Alo. Nãy quên lấy cho ông con bia nữa. Ồ, uống bia đã 6 năm 7 uống lon gột có say đâu. Ông ngủ gột. Uống bia vừa ngủ hả? Ừ. Uống vô mắt ô lim dim. Nó hơi ngọt quá chịu anh để vô miếng trà. Nó đó là xong rồi đó. Còn rau găm này cắt lên nè, ăn gì ăn? Rau găm nó để bỏ bọc quá vậy. Đập sẵn gì hả? Ra hết 30 hộp á. Trời ơi, 30 hộp, 30 hộp cho ngang. Còn 30 nữa kìa. Hết 30 hộp á. Thế ăn hết 30 mà ăn 3 ngày, ngày ăn chục không? Vậy nhiều luôn, nãy giờ ăn 20 rồi đó. Trời ơi. Ăn đến đi. Ừ, ta có 3 trứng mà mẹ 3 trứng, 6 trứng à. Ông ăn mười mấy trứng phải rồi. Ăn dữ nữa. Không, mà no rồi, ăn hết nổi thì làm gì được ba chứ. Không, rồi mất 2 chục nữa ăn hết. Trời ơi. Rồi ăn không hết rồi sao? Hết một rồi hai. Không rồi tôi thôi, ăn uống hết thì cù không? Ừ. Ăn hết rồi. Vậy tôi vô tôi luộc chuột hột nó cho ông ăn hết nha. Hết trơn á. Phải bỏ 500 ngàn nữa, ăn hết rồi thì ăn hết rồi. 500 ngàn trời ơi. Ăn hết rồi tôi 500 ngàn nữa. Thì ăn hết người ta, ăn hết rồi đền. Ăn hết rồi 500 ngàn. Ghê vậy?
Cái này chắc nhịn ăn 3 ngày quá. Để bụng ăn hả? Ăn rồi. Này có gì nữa? Mà vậy mà ngán. Ngán rồi đó, ăn hoài. Thì ăn hồi xuống ăn nữa. Đang khổ không hết. Không mà bụng ấy thì người ta ăn 30 được. Tại vì cái này 2 trứng mới bằng trứng thịt lộn mà bên mình. Trứng gà mà. Ăn là sao đặt vô lọc với tô á. Thì đúng rồi, người ta ăn nhiều là người ta đặt vô tô lặn gì đấy chứ. Người ta đâu có mà ăn gì đặt sao kịp. Vô găm, vô cắt lá lá gì nè. Thấy người mà bắt người ta ăn á là ta sắc luôn cái gừng đó mẹ. Đừng có sắc lát 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 gì nè. Rồi là già vô nhốt cái hộp hộp hộp. Vậy là cha em ăn hết luôn hả mọi người? Có 20 hộp mà. Vậy là ăn sạch hết luôn nha mọi người. Mọi người đã xem gia đình em ăn nha. Mọi người xem á thì ủng hộ cơm cho gia đình em nha mọi người. Tạm biệt mọi người, bye bye đi mẹ. Bye bye, bye. Bye.